Thương Dị Bạch Tỷ tập 11, mùa 3 có sự tham gia của ông Lại Bá S, nhà khoa học lớn tuổi nhất chương trình cho tới thời điểm hiện tại. Ông tự nhận là keo sáu nhà gì đã từng kinh qua các vai trò, nhà nông, nhà giáo, nhà sản xuất, nhà kinh doanh, nhà sáng chế và nhà khoa học. Sản xuất tua bin gió cố định, nhà khoa học đề nghị 6 triệu đô la Mỹ cho 5% cổ phần công ty, khiến các xa toán vấn gì định giá doanh nghiệp. Nhà khoa học khẳng định mức định giá này đã được giảm đi 10 lần, nếu tính đúng, giá trị công ty của ông rất khủng khiếp lên đến 1,2 triệu đô la Mỹ. Ông khẳng định, tua bin gió của tôi hiện trên thế giới chưa có, được phát triển dựa trên một định luật mới, thay thế cho tua bin gió hiện nay. Cấu tạo của tua bin hiện nay chỉ có 3 cánh, năng lượng gió thu được rất thấp. Còn tua bin của tôi có góc nghiêng linh hoạt phù hợp với từng tốc độ của nó, nên thu năng lượng nhiều hơn, giá trị điện gió thu được gấp từ 2 lần trở lên. Nhà khoa học Lại Bá Ức cho hay công trình nghiên cứu của ông đã được Mỹ và châu Âu trao bằng sáng chế. Dành 9 năm để nghiên cứu tua bin gió theo định luật mới, chứng minh cả thế giới đã sai, ông Lại Bá Ức chia sẻ hiện nay dự án của ông mới trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có doanh thu. Cái này hoàn toàn mới trên thế giới, nếu sản xuất tua bin điện gió theo công thức cũ sẽ gây lãng phí rất lớn. Do đó, tôi tham gia chương trình mong được hỗ trợ vốn để phát triển sản phẩm mới này. Tua bin của tôi sẽ thu được năng lượng điện gió gấp đôi, cho thế giới thấy họ đã sai. Khi được Sa Diệt yêu cầu giải thích định luật do mình sáng chế, nhà khoa học say sưa chứng minh, khẳng định định luật cũ hoàn toàn sai. Theo Sa Thái Dân Linh, nhà đầu tư khách mời của mùa 3 Sa Tăng Việt Nam, thời lượng của chương trình không đủ để giải thích về các phương trình, định luật. Quan tâm đến vấn đề thương mại hóa sản phẩm, Sa Linh được kêu giải đáp, tôi muốn kêu gọi số vốn 6 triệu đô la Mỹ để sản xuất tua bin này, chứng minh cho thế giới thấy nó có thể cho năng suất gấp đôi. Khi ấy, họ sẽ đổ xô mua sản phẩm. Có vẻ như câu trả lời không mấy thuyết phục, cán mập mới tham gia mùa 3 tỏ ra khá hờ hững và nhanh chóng đưa ra quyết định không đầu tư vì nhận thấy sản phẩm không phù hợp. Sa Đỗ Liên cũng tỏ ra nghi ngờ về dự án này, khi tất cả mới chỉ nằm trên lý thuyết, nhưng nhà khoa học lại gọi số vốn quá lớn, không thể đảm bảo liệu dự án có thành công hay không. Đáp lại, ông Lại Bá Ức khẳng định tua bin gió của mình chắc chắn thành công, nếu không tôi đã không bỏ ra 9 năm để nghiên cứu. Sa Đỗ Liên đánh giá cao tâm huyết nhà khoa học lớn tuổi dành cho dự án của mình, với mong muốn đóng góp cho quê hương, khiến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất điện gió của thế giới. Nhưng cá mập cũng từ chối đầu tư vì cảm thấy sản phẩm quá xa vời thực tế. Sa Liên dù không rót vốn nhưng vẫn cam kết giúp nhà khoa học lớn tuổi gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực này. Sa Phạm Thanh Hương là người tỏ ra am hiểu nhất với phần lý giải về định luật mà nhà khoa học Lại Bá Ức áp dụng cho tua bin gió của mình. Sa Hương khiến người xem trầm trồ ngưỡng mộ bởi kho kiến thức sâu rộng thể hiện trong thương vụ. Cán mập khẳng định, tóm lại tất cả cấu tạo cánh, góc nghiêng thế nào không quan trọng. Quan trọng là anh chứng minh được cho các nhà sản xuất thấy anh có thể tạo tua bin với lực xoắn lớn, đo được lực xoắn để tạo ra sản lượng điện bao nhiêu. Tôi khẳng định định luật của anh hoàn toàn có thể đúng. Chúng tôi đánh giá cao mong muốn cung cấp nguồn năng lượng sạch cho môi trường của anh và rất trân trọng sáng chế đã được thế giới công nhận này. Sa Hưng tiếp tục phân tích, thế nhưng hiện thế giới có hàng triệu phát minh, sáng chế chỉ đang nằm trong kho, không thể ứng dụng thực tế. Vấn đề là tại sao lâu nay người ta vẫn áp dụng theo phương thức cũ để sản xuất tua bin điện gió? Tôi tin nó nằm ở chi phí. Anh đang sản xuất tua bin điện gió phức tạp như người ta sản xuất cánh quạt của máy bay binh 787, giá thành quá cao. Giống như hoàn toàn có thể biến chì thành vàng bằng phương pháp bắn phá hạt nhân nguyên tử, nhưng không ai đi làm thế vì nó rất đắt, trong khi người ta có thể khai thác vàng có rất nhiều trong tự nhiên. Chứ tôi không nói phương pháp của bác không được, quan trọng là nó có mang về lợi nhuận nếu bỏ ra chi phí quá lớn như vậy không. Sa Diệt mặn đến mức muốn điên cùng nhà khoa học. Duy chỉ có Sa Nguyễn Thanh Diệt tỏ ra quan tâm đến sản phẩm này. Sa Diệt tiếp tục thể hiện độ mặn của mình khi hỏi đùa nhà khoa học. Khi phát hiện ra góc nghiêng thần thánh trong định luật này, anh có chạy ra đường không, có mặc quần áo không?
Sa Diệt phủ phàng nhận định nhà khoa học lại bá ức phải đi mới làm những điều mà người khác không làm được. Tuy nhiên, vị cá mập lại gây bất ngờ khi khẳng định sẽ đầu tư gì muốn điên cùng keo lớn tuổi, dù dự án này tham gia chương trình quá sớm, mới chỉ trong quá trình nghiên cứu, chưa đưa ra thị trường. Sa Diệt tự nhận định đang đưa ra ý tưởng điên rồ, cái của anh chỉ mới là công thức thôi, để ra sản phẩm còn rất nhiều bước. Nếu tôi đầu tư, giả sử công thức này sai, thì anh em mình tôi luôn, mất 6 triệu đô la Mỹ. Nếu công thức đúng nhưng công nhân làm sai, máy móc vận hành sai, cũng đi tong. Nói quay được thì anh em mình ăn tiền, không quay được thì thôi. Dù thế, tôi vẫn sẽ đầu tư, vì tôi không những có chút điên, mà tôi còn làm điện nữa, tức là điên nặng. Nếu thất bại, hai anh em mình cùng vào nhà thương điên. Chốt lại, Sa Diệt cam kết đầu tư 5 tỷ đồng cho 50% cổ phần, nếu sản phẩm có thể ứng dụng thực tế, tiếp tục rót vốn đến 6 triệu đô la Mỹ. Kêu lại bá ức đồng ý chơi luôn vì đã quá kiệt sức, đang rất cần người hỗ trợ.